Chào mọi người, mình là Trường Nguyễn đến từ Anam Auto. Clip này mình sẽ hướng dẫn mọi người sang tên xe ô tô tại tỉnh. Điều quan trọng nhất khi đi đăng ký sang tên tại tỉnh, hãy đảm bảo cho mình hồ sơ và pháp lý đã được hoàn thiện đầy đủ để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Đến thành phố Hải Phòng, việc đầu tiên mình sẽ đi tìm một quán bánh đa cua. Anh ơi, đi đăng ký kiểm xe, ký xe mà. Chết. Mình phải đi tìm chi cục thuế quận Lê Chân. Khám xe trước khi bấm biển nào. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, cùng kiểm tra thành quả nào.